chú ở bên toàn là nhiếp ảnh gia thiện nguyện ở Hà Nội, nên là thứ nhất là trao tặng cho điểm trường chúng ta về máy đọc nước, và cái thứ hai nữa là vở và bút và quà. Thế thì cô phải tất cả chúng ta trong một tràng pháo tay để chào đón các cô các chú nào.